Hello, xin chào các bác chị em ha. Hôm nay mùng 2 Tết quá anh chị em. Đầu năm thì xin chúc các bác chị em được nhiều sức khỏe, vạn sự bình an ha. Làm ăn thì phát tài. Hôm nay quay cho các bác chị em tham khảo cái động cơ Isuzu 4G2. Con này máy Nhật 100% các bác chị em ha. Đây. 4G2 này thì nó có đường kính bê tông là 95 ly. Đấy. Em này dòng tua nhanh quá chị em. Tua cao ha. Cho nên phù hợp cho quá chị em nào cần sử dụng tua nhanh cũng như là chạy vỏ composite, hoặc là cần gắp những thiết bị gì đó mà đòi hỏi cái tua nhanh tua cao thì có thể mua em này ha. Đặc biệt em này thì em có cái lỗ chờ bắt bơm, quá chị em có thể bắt bơm vô đây xài mục đích gì đó. Heo thì xài của hãng Jetsell. Đấy. Cái này em cam kết đúng nhiệt 100% ha. Con này thì chất lượng của em nó là em cam kết trên 90%, như một động cơ mới luôn. Đấy. Em test máy cho quán chị em tham khảo nha. Con này thì nó có tắt điện. Cái ga thì cỡ này thôi, chưa xả hết ga. Quán chị em nào về muốn máu lửa thêm thì xả hết ga ha. Đấy. Con này thì dòng tua nó khá là cao các anh chị em ha. Dòng tua nó là từ 3.000 đến 3.4 ha. Thì nói về công suất ngựa thì cũng tùy thuộc cái dòng tua máy của mà mình tính ra công suất ngựa ha. Con này thì nếu mà đạt đến đỉnh cao nhất của nó thì nó tầm trên 70 ngựa các anh chị em. Đấy. Các anh chị em mình tính toán xem coi mình đang cần sử dụng cái mục đích gì đó thì có thể là mình mua cho nó phù hợp ha. Đấy. Một lần nữa em cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều nha. Một lần nữa chúc các anh chị em năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng nha. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo.